Hello, xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Thì sau một thời gian chờ đợi khá là lâu, cuối cùng mình cũng đã được đặt chân đến thành phố Osaka của Nhật Bản. Mình muốn tận mắt chứng kiến được văn hóa Nhật, thưởng thức các món ăn của Nhật và đặc biệt là thưởng thức trang phục truyền thống của Nhật, đó là kimono. Do vậy mình và một người bạn của mình cũng đã liên hệ một photographer, đó là anh Bruno, để lưu lại những hình ảnh chân thực nhất của tụi mình khi mà khoác lên trên mình chiếc kimono xinh đẹp. Đây là mẹ của anh Bruno. Mẹ của anh là đã dẫn tụi mình đến một cửa hàng kimono để chọn ra những bộ trang phục phù hợp với từng người. Thì phải nói là cô này rất là cẩn trọng và tỉ mỉ trong việc chọn trang phục cũng như là thắt lưng hay là các phụ kiện kèm theo. Cửa hàng này có rất là nhiều loại kimono, thì những loại kimono dành cho cả nam và nữ. Đối với nữ thì kimono có rất là nhiều loại, thì loại có cánh tay rất là dài, rộng thì dành cho những cô gái là còn độc thân. Thông thường khi mà nữ bước sang tuổi 20 thì hay mặc những bộ kimono có cái cánh tay rất là dài và rộng này. Còn loại mà có tay ngắn hơn á là dành cho những người phụ nữ đã có gia đình. Như các bạn đã biết là khi mà nhắc đến kimono thì người ta sẽ liên tưởng đến một loại trang phục khá là cầu kỳ, gồm có nhiều lớp, nhiều phụ kiện đi kèm. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại kimono đều cầu kỳ và cần có người phụ giúp khi mà mặc nó. Có một loại kimono đơn giản hơn, đó là yukata. Thì các bạn thấy đây là yukata. Yukata là dùng để mặc trong ngày hè. Thời xưa thì yukata chỉ được mặc sau khi tắm xong. Tuy nhiên, ngày nay thì nó được sử dụng rộng rãi để mặc ở nhà và cả nam hoặc là nữ đều có thể mặc được. And what about during some ceremony, some occasions, Yes. important Special occasions use the long sleeve. Long sleeve kimono. Okay. Single woman, okay? Married woman use the omong, the elegant one. Oh, wait, single woman is a long sleeve. Did you just say? No, single S. Yeah. Single S long sleeves. Oh. So what's the difference between the summer one and the winter one? Is that more layers or something? No, the layers is the same, but use more inside. Inside now more material. This is different? thin, Oh, but the summer more material. The yes. material The is material different, is so it's different. keep you warm in the It's different and then use winter. two fabric white. I see, yeah. Interesting. What we are wearing later is Yeah. casual kimono or for summer or It's a casual kimono, but it's casual kimono for summer. Okay. That is the yukata. Yukata you use Yukata. only in the summer after take shower. Rồi, xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là khu phố zone tại đường Shirakawa Dori, với con kênh nhỏ cùng tên chạy ngang qua.
Thì đây là nơi mà thỉnh thoảng bạn có cơ hội nhìn thấy được các nàng geisha xinh đẹp. Người ta nói đây là một trong những con đường cổ kính nhất với vẻ đẹp tao nhã ở thành phố, ở khu phố Kyoto này. It's not that expensive.